Vâng, em xin chào các bác. Hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác ở đây là một cái bộ dàn mini nhỏ nhỏ này. Gồm một con âm ly mini và một đôi loa mini. Đấy, size nhỏ, phục vụ các bác là nghe nhạc thay loa vi tính và nghe trong các phòng ngủ nhỏ các bác nhé. Con này nghe nhạc thì tuyệt vời luôn. Đấy, con này thì mình được em ghép từ là một con âm ly là R801A. Đấy, giá của nó là 1.050.000. Với đôi loa này giá là 680.000. Thì bác nào đã có nhu cầu mua hãy đi bên em nhé. Cái đôi loa này thì đây nó về thì một số chỗ nó chưa được đẹp lắm. Đấy, các bạn nhìn nhé. Đấy. Còn nếu như mà nó là hàng đẹp xuất sắc hơn thì giá của những đôi này nó khoảng tầm 900 một đôi. Mà với đôi này thôi em bán 680 thôi. Nếu bác nào mua hãy cho bên em nhé. Đấy. D02A nhé. Model D02A. Công suất của loa là 70W trở kháng 5 ohm. Còn đây là con âm ly size nhỏ của Onkyo là con R801A. Đấy, chuyên dùng để ghép những cái dòng loa bass 12 như này. Đấy, con này là loa bass 12 nhé. Bass 12 này, các bạn thấy không ạ? Bass 12 cân cao su mảng giấy nhá. Đấy thì con R801A này thì là các bác có thể kết nối với máy tính điện thoại qua các đường dây AV này. Đấy, nó không có đường quang nhé. Bọn này kết nối đường dây AV thôi. Đây đường CRBC này, đường MD in này, đường tape in hoặc là đường CD DVD in nhá. Nhưng mà thường thì em sẽ hay cắm đường CRBC bởi vì nó là cái đường có chữ BC ở đây, nó sẽ liên quan đến máy tính, thì là đường này cắm sẽ là chuẩn định dạng cho máy tính với điện thoại nhất. Thế thì em hay cắm được này. Thế sau khi cắm xong này thì các bác ấn cho em cái input này chuyển sang đúng cái đường vào tên là CRBC nhá, thì nó sẽ có tiếng ra. Để có bạn tiếng lên ở nhà này là nghe thôi. Đấy, con này thì nó có thể chỉnh bass test bằng các chế độ mặc định trên này nhá. Nhà sản xuất người ta sẽ đưa ra 4 chế độ bass test để cho các bác lựa chọn. Chế độ APR1, ABR2, ABR3 và ABR4 nhá. Đấy. Các bác chờ em tí, có khách gọi điện cho em tí. Vâng, đấy vừa có bác khách, bác ấy gọi chốt đôi Kenwood xong rồi ra Tết gửi cho bác ấy. Cái tầm này thì em cũng phải nói luôn cho các bác là em xin thông báo rõ luôn là cái tầm này thì các bác nếu mà đặt để mà nghe trước Tết thì là không kịp nữa rồi. Để bây giờ phải ra Tết từ khoảng mùng 6 đổ ra thì em mới gửi hàng đi được. Đấy, còn đến tầm này là các bên bưu cục người ta đã ngừng nhận hàng rồi. Người ta vẫn sẽ giao tiếp trong 2 ngày 27 và hôm nay và ngày mai 28 nữa, nhưng chỉ giao nốt ngày nay và ngày mai nữa thôi. Đấy, xong là người ta cũng nghỉ rồi. 28 thì gần 29-30 đến nơi rồi còn gì nữa. Đấy thì người ta chỉ giao nốt ngày mai nữa thôi là người ta nghỉ rồi. Nên là bây giờ có muốn giao trước Tết thì không thể kịp được, trừ phi là các bác gửi xe ô tô. Đấy. Mà xe ô tô thì em cũng xin nói luôn, em chỉ gửi được một vài các cái tỉnh miền Bắc thôi. Còn miền Trung, miền Nam bây giờ là em nói thật là chịu chết luôn đấy. Đấy thì là bác nào đấy thì thôi thì chúng ta chịu khó ra Tết này nhá. Đấy. Còn ở đây em quay lên cho các bác để các bác ai cần thì có thể là chốt hàng để sẵn đấy. Xong rồi ra Tết em gửi về cho các bác là xong rồi nhá. Đấy. Thì bác nào thích thì có thể lấy con Mi không nhá. 1.050.000 hoặc là con này là 680. Đấy thì là tổng của nó là 1.050.000 cộng với cả 680 là 1.730.000. Thôi bác nào đấy cả bộ này em tính tròn 1.5 triệu thôi. Đấy nhá. Thì tròn 1.5 triệu thôi. Đấy nhá, bác nào đấy cả bộ thì là 1.5 triệu nhá. Bộ này thì nghe nhạc cũng không phải là đùa đâu. Được phết đó các bạn. Bé nhà rồi. Đấy, vừa vừa phải nghe rất là hay luôn. Đây, con này là có các chế độ bass test khác nhau nhá, để các bác tính cho phù hợp với cả cái nhu cầu nhá. Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió phòng, và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lắng nghe xa. Đấy, chế độ số 2, số 1 nó khác này. Phải chăng mong ngóng mùa xuân đang hé nở, phải chăng nụ hôn mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Kia tiếng chim son hót xa vời. Đấy nhá, thì đấy là con dàn R801A kết hợp với loa 02A nhá. Đây 02A của Onkyo. Đấy. Thì cặp này giá của nó 680 nếu mua lẻ, là cục là 1.050.000 nếu mua lẻ nhá. Còn mua cả hai thứ này em tính tròn 1.5 triệu thôi. Em mất một công đóng thì em tính tròn có bằng 1.5 triệu nhá. Này. Bán cái này là coi như giao lưu các bác thôi, còn em chả lãi đời gì mấy con này đâu. Đấy nhá, Tết nhất này em bán gọi là vừa là
giao lưu và đã chiến các anh luôn. Đấy. Thì bác nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em luôn nhá. Đấy, số điện thoại liên hệ là 0979 891 682 hoặc là 0966 594 581 nhá. Xin chào các bác. Vâng.